Truyện cổ tích Việt Nam Sự tích con bìm Biệt Thuở trước, có một ông thầy đã 40 năm ròng rã ăn chay niệm Phật nơi cửa chùa mà vẫn chưa thành chính quả. Ông ta bèn quyết chí khăn gói ra đi để hỏi tiên Phật xem tại sao lại như vậy. Ông ta đi mãi, rồng rã đã 6 tháng trời. Một đêm nọ đang ở trên một ngọn núi cao nhìn xuống chân núi ông thấy có ánh đèn le lói bèn lần theo ánh đèn tới nơi thì ra đó là một ngôi nhà lẻ loi giữa rừng nhà tu hành xin vào nghỉ trọ một người đàn bà ra mở cửa và nói là chồng đi vắng không dám cho đàn ông lạ mặt ngủ trọ vừa lúc đó ông chồng của bà về trong mặt mũi vô cùng hung ác hắn một mực đổ oan cho kẻ lạ mặt có ý sàm sỡ với vợ mình và đòi giết bằng được nhà tu hành. Nhà tu hành chắp tay kêu oan mà kể lễ sự tình cùng gã đàn ông nọ. Nghe xong, gã đàn ông dịu sắc mặt hỏi nhà tu hành. Ta đây đã giết đến 40 mạng người rồi, đã sát hại nhiều sinh linh quá, không biết còn tu thành chính quả được nữa không? Nhà tu hành liền an ủi. Con người ta tu cốt ở tấm lòng, nếu thực lòng hối cải thì tất là đấng thiên liêng sẽ biết tới. Không ngờ vừa nói xong, gã kẻ cướp phanh ngực lấy dao môi tim mình, đưa cho thầy tu và nhờ ông ta chuyển tới tiên Phật. Nói xong liền tắt thở. Nhà sư đọc kinh siêu thoát cho gã đàn ông nọ, rồi lại khăn gói lên đường, mang theo quả tim của người vừa chết. Nhà sư rời căn nhà lẻ loi ấy ra đi. Lúc này đang là mùa nóng, trời như thiêu như đốt. Ngày thứ nhất, quả tim của kẻ xấu số bắt đầu nặng mùi. Nhà tu hành vẫn cứ gói kỹ lại mang theo. Ngày thứ hai, quả tim sinh dòi bọ. Nhà tu hành vẫn kiên nhẫn mang đi. Đến ngày thứ ba thì mùi thối nồng nặc, rùi nhặn bay theo đen kịch. Không thể chịu được nữa, nhà tu hành bèn nghĩ bụng tu gì cái thằng kẻ cướp ấy. Thôi, ta quẳng nó vào bụi cho rảnh thân. Thế là nhà tu hành quẳng quả tim nọ vào bụi cây cạnh đường, rồi đi tiếp. Đi được một đoạn, nhà tu hành gặp một cụ già râu tóc bạc phơ, nhưng mặt mày lại phương phi hồng hào. Biết không phải là người phàm, nhà sư bèn quỳ sụp xuống lạy rồi kể lễ bao nhiêu công lao tu hành và đoạn đường vất vả cùng ý định tới đây của mình. Cụ già đỡ nhà tu hành dậy và phán hỏi. Dọc đường có ai gửi gì không? Lúc này, nhà tu hành mới sực tỉnh ngộ, bèn quay lại tìm quả tim mình đã vứt đi. Tiếc cho phận mình sắp thành chính quả. Nghe theo lời cụ già, vị sư trở lại loanh quanh tìm hết từ bụi này sang bụi khác mà chẳng thấy quả tim đâu cứ thế một ngày kia ông ta chết rụi ở nơi bụi rậm và biến thành chim bìm bịp màu lông của chim nửa nâu nửa đen giống như chiếc áo của nhà tu hành ngày xưa vậy người ta cho rằng sở dĩ chim bìm bịp cứ hay chui rút hết bụi cây này đến bụi cây khác là để đi tìm lại quả tim nọ truyện cổ tích việt nam sự tích con giả tràng ngày xưa ở tỉnh sơn tây có một người thợ săn tên là giả tràng mỗi khi vào rừng anh thường nghỉ chân và quan sát một hang rắn trong có một cặp vợ chồng rắn sinh sống một hôm anh thấy rắn cái mình đen đốm trắng lột xác nằm yên mệt nhọc không gượng dậy được thì rắn được đi tìm mùi về cho vợ lần sau qua đó anh thấy rắn đực lột xác chỉ nằm một mình. Con rắn cái không ở nhà trong nôm, lại đi lang chạ với một con rắn khác. Anh ta tức giận dương cung bắn chết rắn cái. Rắn đực nằm lâu đã khỏe, không thấy vợ về. Mới bỏ đi tìm thì thấy vợ chết ngoài rừng vì một mũi tên của người thợ săn quen thuộc. Nó dự định bò về nhà anh để trả thù. Đến nơi, nó leo lên xà nhà quấn mình trong xó tối chờ dịp sẽ cắn chết. Bỗng nhiên nó nghe giả tràng nói với vợ rằng, hôm nay tôi đi săn về gặp một chuyện tức cười. Con cái lột xác thì con đực trong nôm kiếm mùi về cho. Đến khi con được lột xác thì con cái bò đi với con khác. Thấy thế tôi tức mình bắn chết con cái. Rắn được nghe thế biết vợ mình chết là chuyện đứt đáng không báo thù nữa. Nó trường xuống trước mặt giả tràng nhả ra một viên ngọc sáng lòa rồi lặng lẽ bò đi. Trước kia Giả Tràng nghe nói ngậm ngọc rắn sẽ hiểu được tiếng nói muôn loài, bèn ngậm thử. Quả nhiên vừa sáng tinh mơ, anh nghe tiếng quạ nói lao sao với nhau trên cây. Ở đằng đông cách đây một dặm có con nai bị thương vậy mà không ai biết đến lấy mà ăn. Giả Tràng nghe vậy thử đi đến nơi quả nhiên thấy một con nai đang hấp hối, liền vác về. Con quả bay theo nói, cho tôi bộ lòng, cho tôi bộ lòng. Giả tràng bèn lấy lòng nai đền ơn mách bảo cho quả. Hôm sau cũng vậy, khi bước vào rừng, quả bay trước rồi chỉ nơi cho anh tìm mùi. Từ đó, anh săn thú nhàn hạ mà lại được rất nhiều vừa ăn vừa bán, cuộc sống đỡ vất vả hơn trước giả tràng với quả như đôi bạn làm ăn thân thiết vì ngày nào anh cũng dành cho quả một bộ lòng một hôm phần lòng để dành cho quả bị chó rừng tha mất quả tưởng giả tràng đã quên công mình mới bay đến nhà để trách đòi anh giả tràng bảo có quả bảo là không đôi bên cãi nhau dần dần lớn tiếng thấy quả hỗn hào giả tràng giận dữ lấy cung ra bắn quả tránh được nhưng bay theo cắp mũi tên rơi và kêu lớn. Ta báo thù, ta báo thù. Ít lâu sau, người ta vớt được một thây ma trôi sông, trên bụng có ghim mũi tên của giả tràng. Lập tức, anh bị quan trên hạ ngục, hiểu rằng quả đã trả thù, giả tràng một mực kêu oan nhưng chẳng ai tin. Nằm trong ngục, anh nghe chim sẻ trên mái nhà tù nói với nhau rằng nhiều kho lúa của vua không giữ cẩn thận đã bị chim ăn hết. Giả tràng bèn xin gặp viên quan coi ngục để kể lại việc này. Ban đầu ông quan không tin, nhưng kiểm tra lại mới biết giả tràng nói đúng. Lần khác anh nghe lũ kiến bảo nhau là sắp có lục to, liền đem chuyện này thưa với quan ngục. Viên quan vội tâu lên vua để tìm cách chống lại thiên tai cứu tế dân lành. Đúng ba hôm sau, mưa to gió lớn, nước sông dâng lên, lục lội nơi nơi. Vua thấy lạ về tài tiên đoán của giả tràng, cho đòi anh đến. Anh thực tình kể lại đầu đuôi từ việc rắn cho Ngọc đến việc quả báo thù, rồi dân viên Ngọc cho vua xem thử. Vừa ngậm Ngọc vào, vua đã nghe tiếng chim trò chuyện ở vườn Thượng Uyển. Không muốn rời xa viên Ngọc quý, nhà vua bèn phong tước cho giả tràng và giữ lại bên mình. Từ ngày có viên ngọc, nhà vua đâm ra mê mãi việc ngao du để nghe tiếng nói của các muôn thú trên trời dưới đất. Giả tràng nhờ thế mà được sống an nhàn vui thú. Ban đầu, vua tìm hiểu những loài thú trên mặt đất, thấy chúng chuyện trò chẳng khác loài người. Với những hoạt động, những ham muốn và khốn khổ chẳng khác con người, nên vua đâm chán. Một hôm, nhà vua ao ước được nghe tiếng nói của các loài thủy tộc bèn cùng giả tràng cưới thuyền rồng ra biển. Cuộc sống của chúng cũng như các loài thú trên mặt đất, quanh quẩn cũng chỉ là cá lớn nuốt cá bé, các loại sát hại lẫn nhau. Đến trưa, vua thấy một con cá mực bơi theo thuyền rồng, hát một làng điệu ca ngợi mây trôi trên trời xanh. Nhìn nó uống éo ca hát lạ lùng, nhà vua bật cười làm rơi viên ngọc xuống biển. Giả tràng cuốn cuồng tuyệt vọng, nhà vua cũng ân hận luyến tiếc, các tay bơi lội giỏi trong nước được triệu tập đến để mò ngọc, nhưng đều uổng công vô ích. Giả tràng thấy không tìm được viên ngọc, mất ăn mất ngủ như xác không hồn, ước ao lấp biển để tìm vật báu. Anh ta mượn cả ngàn người xe cát đổ xuống biển sâu, lúc đầu vua còn tội nghiệp giúp đỡ anh ta, song thấy ý muốn ngông cuộn vô ích nên sau cũng bỏ mặt. Còn lại một mình, giả tràng suốt ngày suốt đêm gánh cát lấp biển để tìm cho được ngọc báu đến lúc kiệt sức buồn rầu, anh lăn ra chết. Từ đó người ta thấy ở bên bãi biển xuất hiện một loài cua tí hon, luôn dùng chân xe cát thành những viên bi nho nhỏ, nhỏ. sóng vào cuốn mất, lại đào lại xe, cứ thế liên miên không bao giờ ngừng nghỉ. Người ta tin rằng giả tràng đã đầu thai thành giống cua này để tìm lại ngọc báu, mới gọi loài vật nhỏ bé ấy là con giả tràng. Trong dân gian ngày nay còn câu hát rằng giả tràng xe cát biển đông, nhọc nhằn mà chẳng nên công cán gì. Những ai đeo đuổi, thực hiện một công việc lâu dài mà cuối cùng thất bại, thường bị người ta cười là công giả tràng. Truyện cổ tích Việt Nam Người nuôi cọp Ngày xưa ở huyện Tống Sơn, tỉnh Thanh Hóa, có một ông lão tiều phu tên là Nguyễn Quốc Oai, tính khí ngông nghênh. Hai vợ chồng trơ trọi không con, làm nhà sống trong núi, ngày ngày kiếm củi để bán đi kiếm sống. Một hôm, ông lão vào rừng, thấy ở dưới đèo có một chú cọp con, lông vuốt chưa mọc mà mình mấy thì đầm đìa máu. Ông đoán chừng là cọp mẹ cổng cọp con làm rơi mà không tha lên được bèn trèo xuống bắt đem về chăm sóc vết thương rồi nuôi nấng như con. Bà vợ thấy thế can chồng rằng, Cọp là giống hung tợn, nuôi thế nào được? Mình nên thả nó ra kéo lại mắc khỏa về sau. Ông lão không nghe, bảo, Giống vật cũng có linh tính, biết đền ơn trả nghĩa. Trước kia có ông tiều phu làng thuận lộc, chữa cho con cọp khỏi hóc Người đàn bà bán rượu làng Trung Hà giúp cọp sinh đẻ, đến khi vào rừng không sợ gì cọp nữa. Làm ơn trong một lúc mà con cháu còn được đền ơn đến bây giờ. Huống chi bây giờ ta nuôi nó từ lúc yếu đến lúc mạnh, coi nó như con. Từ đó, ông coi nó như con thật. Khi ăn uống, ông cho ngồi bên cạnh, sang sẻ thức ăn mình cho cọp ăn. Dần dần, lông cọp ngày một dài, nanh vuốt ngày một nhọn mà cọp lại hiểu ý người, lúc thì múa, lúc thì nhảy, làm trò cho vui. Thế thế, ông lão càng yêu quý nó hơn. Đi đâu ông cũng cho nó đi cùng, đeo theo đồ nhắm và bầu rượu. Khi uống rượu xong, ông lại cưỡi cọp mà đi lang thang trong rừng núi. Mọi người trông thấy vừa ngạc nhiên vừa sợ hãi. Tối tối, ông thường đặt đơm đó ở dưới khe suối để lấy cá, nhưng đôi lúc chưa ra lấy được đã bị kẻ khác nẫn mất. Từ đó ông mới dặn nó rằng, đêm đêm con phải ra đây giữ đó cho ông. Khi nào ông đến, ông sẽ ho lên mấy tiếng cho con biết. Cọp chăm chỉ lắm, đêm nào nó cũng ra đấy giữ. Hãy nghe tiếng ho của ông, nó lại xuống khe đón rước. Ông lấy cá mang về đổi lấy thịt để nuôi cọp. Cứ như thế được nửa năm. Một đêm, ông say rượu, khệnh khạng ra chỗ đâm đó. Quên không lên tiếng, con cọp tưởng rằng người khác liền phóng tới cắn ngay một miếng đến lúc nó trông mặt biết rằng cha nuôi mình thì đã muộn nó liền cõng sát cha nuôi vào bờ rồi chạy về nhà phủ phục trước mặt mẹ nuôi gầm lên những tiếng ai oán mà nước mắt chảy ròng ròng như đang thú tội người vợ thấy thế ngạc nhiên hoảng hốt đốt đuốc đi theo nó khi đến nơi thấy chồng nằm trên bờ suối đầm đìa những máu, bà thiết lên một tiếng rồi trỏ mặt cọp mắng rằng: mày đã quên ơn nuôi dưỡng lấy oán trả ơn cho chủ thế ư? Tao không muốn trông thấy mặt mày nữa, đi đâu thì đi. Cọp cúi đầu xuống mà đi. Người vợ đem xác chồng về làm tăng ma. Đến ngày thành phục thì con cọp ấy khiêng một con heo về để ở ngoài sân. Đến ngày động quan con cọp lại đem về một con bò để cúng chủ mọi người nhìn nhau xanh mặt mới biết cọp cũng có tình nghĩa lại đến ngày tiểu tường các con cọp rủ nhau đi quậy phá bắt những gia súc trong làng dân chúng sợ hãi thời bói bảo rằng ấy là cọp muốn báo ơn ông ấy các ông nên làm đền mà thờ hổ ông tức là cha nuôi của hổ nếu ông ấy được cúng tế thì dân sẽ được yên từ đó, làng mới đem thờ ông Nguyễn Phúc Oai ở bên trái đình, tôn làm hậu thần, ngày đêm nhang đèn nghi ngút. Người ta gọi đó là đền Hổ Ông. Từ đó dân làng được bình yên, cọp không còn về quấy phá nữa.